Có người bảo rằng trong các tình lữ nàng được Châu Tinh Trì phát hiện và mời đóng phim, Uyển Quỳnh Đan có lẽ là người thiệt thòi nhất. Với nhiều khán giả yêu thích phim Hồng Kông, Uyển Quỳnh Đan không phải là cái tên xa lạ. Thập niên 90, bà được mệnh danh là nữ hoàng phim hài Hồng Kông khi liên tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm đình đám của Châu Tinh Trì. Nữ diễn viên sinh năm 1963 là một trong những diễn viên phụ đắt giá trong phim Châu Tinh Trì. Nổi tiếng là vậy, nhưng những ngày đầu mới vào nghề của Uyển Quỳnh Đan không mấy suôn sẻ, bà chỉ được đài ATV giao cho các vai phụ, ít đất diễn do không sở hữu nét đẹp yêu kiều nổi bật như nhiều mỹ nhân cùng thời. Vì thế dù đã tham gia hơn 20 phim, nhưng tên tuổi Uyển Quỳnh Đan vẫn chẳng được ai biết tới. Phải đến năm 1991, Uyển Quỳnh Đan mới may mắn được đạo diễn Trần Gia Thượng chọn vào vai Miss Lương, đóng cùng Châu Tinh Trì trong phim Đào Học Uy Long. Từ đây, sự nghiệp của bà bắt đầu lên hương nhờ những tháng ngày song hành cùng Tinh gia. Khán giả xứ Cảng Thơm thường ví von rằng nếu Ngô Mạnh Đạt là bạn diễn nam cộng tác với Châu Tinh Trì nhiều nhất thì phiên nữ là Uyển Quỳnh Đan. Bà tham gia rất nhiều phim của Châu Tinh Trì như Thẩm Tử Quan, Võ Trạng Nguyên, Tô Khất Nhi, Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương, Quan Sẩm Lốc Cốc, Đại Nội Mật Thám 008, Thực Thần, Thiên Vương Chi Vương 2000. Các vai diễn của Uyển Quỳnh Đan thường là những nhân vật xấu xí, kỳ dị, điên khùng, lắm chuyện. Hình ảnh của nữ diễn viên trên phim đôi lúc bị làm lố nhưng rất hóm hình, duyên dáng và lấy được nhiều tiếng cười của khán giả. Bị đóng đinh với các kiểu vai này, nhưng sự thật ngoài đời Quỳnh Đan lại là mỹ nhân sắc nước hương trời. Trong bộ phim đầu tiên hợp tác cùng Tinh gia là Trường Học Uy Long, Uyển Quỳnh Đan đóng vai cô giáo dạy địa lý, khi này cô vẫn giữ được nhan sắc thật xinh đẹp của mình. Nhưng bắt đầu từ phim Cửu Phẩm Chim Ma Quan trở đi, Uyển Quỳnh Đan không đóng vai xấu thì lại vào vai bà cô gắn dở. Ban đầu, Uyển Quỳnh Đan cảm thấy thiệt thòi và phật lòng khi chỉ được nhận vai bị hủy hoại nhan sắc. Nhưng sau đó, Châu Tinh Trì đã khuyên bà rằng nếu xinh đẹp như Trường Mạn Ngọc hay Trung Sở Hồng thì chị đã không là Uyển Quỳnh Đan. Bởi vậy, chị phải biết lợi thế của mình là gì để sau này khán giả gặp và gọi đúng tên chị, Uyển Quỳnh Đan. Lời khuyên của Tinh gia khiến Uyển Quỳnh Đan thay đổi suy nghĩ. Bà chuyển hẳn sang đóng phim hài, chấp nhận làm xấu mình, chỉ cần vai diễn được người xem nhớ và yêu thích. Sau khi làm nên tên tuổi qua những tác phẩm của Châu Tinh Trì, Uyển Quỳnh Đan được TVB mời về cộng tác. Tại đây, bà tiếp tục được yêu mến qua các bộ phim Huynh Đệ Song Hành, Tây Du Ký, Thất Vọng, Gia Đình Vui Vẻ, Hành Động Liêm Chính, Lệnh Truy Nã, Bảy Chị Em, Hồn Ma Nơi Giáp Hát. Vai diễn đáng nhớ nhất của Uyển Quỳnh Đan là chị Thạch Lựu xấu xí trong Đường Bá Hồ Điểm Thu Hương. Dù phải đọ sắc với hai mỹ nhân Củng Lợi và Lam Khiết Anh, nhưng vai diễn của Uyển Quỳnh Đan còn được khán giả nhớ nhiều hơn cả. Đặc biệt, nhân vật Ân Thập Nương, mẹ Na Cha, vợ Lý Tịnh trong phim Đát Kỷ, Trụ Vương của Uyển Quỳnh Đan để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Trong phim, bà vẫn giữ nét diễn hài hước tương tự thường thấy, nhưng cũng khiến người xem phải rơi nước mắt khi thể hiện các phân cảnh chứa chan tình mẫu tử. Sắp được mặc áo cưới thì vị hôn phu qua đời, đau đớn đến phát điên. Mang tiếng cười đến cho mọi người, nhưng sau ánh đèn sân khấu, khi không còn tiếng vỗ tay của khán giả, cuộc đời Uyển Quỳnh Đan từng chìm trong nước mắt và đau thương. Năm 1995, khi đóng phim Cương Thi Đạo Trưởng, Uyển Quỳnh Đan gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với tài tử Lâm Chánh Anh. Hai người trở thành đôi uyên ương hàng đầu Hồng Kông. Ngỡ tưởng cuộc tình của họ sẽ đâm hoa kết trái bằng một đám cưới hạnh phúc. Ai nào ngờ, khi Uyển Quỳnh Đan sắp được khoác lên mình bộ áo cưới thì bi kịch ập tới. Lâm Chánh Anh phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối nên đã chủ động chia tay Uyển Quỳnh Đan. Ông bỏ đi và giấu biệt tung tích của mình vì không muốn làm khổ bà. Nhớ lại quãng thời gian này, Uyển Quỳnh Đan từng xót xa thổ lộ. Thật ra tôi biết Lâm Chánh Anh bị bệnh nhưng anh ấy không muốn bị ai làm phiền nên dọn đến nơi khác sống, xa lánh mọi người. Anh ấy không cho tôi đi thăm. Trước lúc đi anh có nói, anh không bên cạnh em hãy tự chăm sóc bản thân mình. Nếu gặp khó khăn gì thì nhờ em trai của em giải quyết. Tận sâu trong lòng tôi không muốn anh ấy đi, nhưng tôi tôn trọng quyết định của anh ấy. Tôi đã biết vì sao anh ấy đòi chia tay với tôi. Anh ấy không muốn tôi nhìn thấy anh ấy tiều tụy, vì anh ấy biết tôi sẽ buồn nếu nhìn thấy hình ảnh đó. Năm 1997, Lâm Khánh Anh qua đời, để lại Uyển Quỳnh Đan với nỗi đau xé lòng. Mất đi người thương, bà từng rơi vào bế tắc và bị trầm cảm nặng. Trong suốt thời gian dài, nữ diễn viên không cười, không nói, không ra khỏi nhà. Lo lắng cho Uyển Quỳnh Đan, gia đình đã phải đưa bà vào bệnh viện tâm thần để điều trị tâm lý. 5 năm sống trong sự đau khổ, đã có lúc Uyển Quỳnh Đan tưởng chừng không gượng dậy nổi. Kết hôn với doanh nhân giàu mà không có con cái. Nhờ được người thân, bạn bè quan tâm chăm sóc và được điều trị tận tình, sức khỏe của Uyển Quỳnh Đan dần hồi phục, nhưng vết thương lòng quá lớn khiến cô khó yêu thêm lần nữa. Mãi đến khi gần 40 tuổi, Uyển Quỳnh Đan mới tìm được hạnh phúc bên Hoàng Nãi Dương, một thương nhân giàu có vốn hâm mộ bà từ lâu. Ông Hoàng là người thừa kế đời thứ ba của gia tộc kinh doanh pha lê hàng đầu khu vực, với gia sản lên tới hàng trăm triệu đô la Hồng Kông. Năm 2004, Uyển Quỳnh Đan bí mật kết hôn với chồng đại gia tại Mỹ. Cuộc sống của nữ diễn viên khá êm ấm, hạnh phúc, dù chỉ có một điều khiến Uyển Quỳnh Đan luôn canh cánh trong lòng, đó là bà không thể sinh con cho chồng dù đã sống bên ông gần 20 năm. Uyển Quỳnh Đan cho biết, cô không sinh con, không phải vì đã lớn tuổi hay không thích trẻ con. Cô cho rằng với một người tham công tiếc việc như mình, không thể dành thời gian chăm sóc tốt cho một đứa trẻ. Tuy lấy chồng giàu có nhưng Uyển Quỳnh Đan vẫn tiếp tục chăm chỉ đóng phim để thỏa mãn niềm đam mê. Cô tâm sự, tôi là người mê làm việc. Ở nhà cả ngày tôi không biết phải làm gì. Công việc của tôi cũng bận rộn nhưng khi về nhà tôi luôn hết lòng ở bên chồng. Từ năm 2010 đến nay, Uyển Quỳnh Đan sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Bà góp mặt trong nhiều bộ phim như Mẹ Chồng Nàng Dâu, Tử Thoa Kỳ Duyên, Kim Ngọc Mãn Đường, Cung Tỏa Liên Thành.
Khi có thời gian, nữ diễn viên vẫn sắp xếp về Hồng Kông đóng phim cho TVB. Ở tuổi U60, Uyển Quỳnh Đan vẫn tự hào mình có thân hình không thua kém các cô gái trẻ. Cô thừa nhận mình thích kiếm tiền nhưng lại không thích tiêu tiền. Uyển Quỳnh Đan không tiếc tay tặng nhà cho em trai, mua xe cho cháu gái. Tôi không thích dùng đồ hiệu, nếu được tặng tôi đều tặng lại cho người khác, cô chia sẻ.